chào quý anh chị đang quan tâm đến bất động sản tại khu Nam Sài Gòn. Chào mừng quý vị đã đến với kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng. Năm 1996 đã đánh dấu sự phát triển của khu vực phía Nam Sài Gòn với sự kiện tập đoàn Phú Mỹ Hưng khởi công xây dựng đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đến nay, khu vực đã phát triển khoảng 30-50% diện tích với hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, thu hút một bộ phận lớn dân cư đổ về sinh sống. Thông tin quy hoạch bài bản cùng sự phát triển của hàng loạt dự án nghìn tỷ đã làm thay đổi diện mạo và nâng cấp vị thế khu Nam Sài Gòn. Và trong 10 năm trở lại đây, tốc độ phát triển của khu đô thị ở khu vực này tăng nhanh và giá bất động sản khu Nam Sài Gòn hiện đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Còn tại dự án La Villa ở khu vực phía Nam Sài Gòn là một câu chuyện sống rất khác biệt, rất đẳng cấp, được lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Mỗi căn biệt thự là một kiến tác hoàn mỹ, thấm đậm phong cách kiến trúc Pháp đương đại, tinh tế trong từng đường nét, sang trọng trong từng chi tiết thiết kế đến nội thất. Dự án này đã tạo nên một sức hút và tạo nên sự trông đợi đến từ người dân và những nhà đầu tư. Diện tích dự án là khoảng 2,2 hectare, với diện tích đất ở là 6.200 m², mật độ xây dựng là 13,5%. Với số lượng là 20 căn biệt thự ven sông, gồm 16 biệt thự đơn lập và 4 biệt thự song lập. Từ lối vào của dự án sẽ là một cung đường rất rộng, có thể đi được đến 4 làn xe. Xung quanh là những dãy nhà phố và biệt thự vườn với phong cách kiến trúc Pháp lãng mạn, độc đáo và đặc sắc. Chính là sự lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm một cái không gian sống bình yên, xanh mát giữa lòng Nam Sài Gòn. Nằm trên trục đường huyết mạch của Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn, chỉ cách trung tâm thành phố 20 phút đi xe, dự án La Villa được quy hoạch như một khu đô thị mới hiện đại, bài bản nhưng giữ được cảnh quan thiên nhiên trong lành, nhẹ nhàng. Và chính điều này đã thu hút một lượng khách rất lớn đến với La Villa, một cuộc sống an bình. Dự án kết nối tốt với các trung tâm hiện hữu như là Phú Mỹ Hưng, quận 1, quận 2, Nhà Bè. Và cụ thể hơn là La Villa sở hữu lợi thế lớn về mặt kết nối giao thương. Cụ thể là 5 phút để đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 7 phút để đến SC Vivo City, Crescent Mall, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, Trường Quốc tế Singapore hoặc là Đại học RMIT, 12 phút đến Bệnh viện Tim Tâm Đức, Pháp Việt và 20 phút để lên quận 1, quận 2 hoặc là quận 3. Không chỉ thế, dự án còn giáp sông, hồ với mảng xanh khu vực cao gấp 12 lần nội thành, đảm bảo mang đến cuộc sống cho khách hàng không gian hưởng thụ thật là bình yên và đẳng cấp nhất. Khu vực còn đang triển khai đây sẽ là dự án La Villa de Rio với diện tích là 2,2 hectare, diện tích sàn là 6.200 m², mật độ xây dựng là 13,5%. Tọa lạc ngay trung tâm đường Nguyễn Hữu Thọ và đối diện với GS Metro City, đô thị sầm uất bậc nhất Nam Sài Gòn. La Villa de Rio có vị trí đắc địa gần các khu thương mại, trường học quốc tế và trung tâm mua sắm. Uốn lượn ven sông với không gian xanh gấp 12 lần khu vực nội thành. Một nơi mang lại cảm giác thoải mái, hạnh phúc trong tâm trí, tận hưởng với những dịch vụ hoàn hảo vượt trội, với những ánh nắng mặt trời tự nhiên rộng lớn, dòng sông trong vắt để tạo nên những tầm nhìn tuyệt đẹp nhất từ hiên. Và mỗi ngày, từng chi tiết, tất cả một nơi ở La Villa de Rio được thiết lập để sống trong sự thanh bình và yên tĩnh. Hiện tại thì rất nhiều căn hộ đã có chủ nhân vì thiết kế cũng như tiện ích đẳng cấp mà căn hộ mang lại. Đây cũng là nơi để về sau một ngày làm việc căng thẳng, xóa tan đi mọi muộn phiền trong ngôi nhà ấm cúng. Nơi mà ngập tràn những ánh nắng cùng gió hòa ca với dòng sông trước nhà. Tất cả hòa quyện trong La Villa, nơi động lại những cảm xúc sâu lắng nhất của mỗi cá thể, mỗi thành viên trong gia đình và khu biệt thự riêng biệt. Xung quanh là công viên cây xanh, sông nước ngọt, không khí trong lành quanh năm. Công viên mặt nước rộng 1,2 hectare với nhiều phân khu tiện ích xung quanh như là khu vườn Nhật Bản, khu Arts Walk, khu Golf, khu BBQ, sân chơi trẻ em, khu đọc sách, trà chiều. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết về dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Chúc quý vị có một ngày mới bình an, vui vẻ.